Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Văn Lực. Và tiếp theo trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý anh chị và các bạn về cái dự án Online City, một cái dự án đang rất tuyệt vời, kiếm tiền rất hay ở thị trường Việt Nam hiện tại trong thời điểm hiện nay. Đây chính là 5 cái bước để kiếm tiền với Online City có thể giúp các bạn kiếm 1 triệu trên ngày. Đấy. Thì trước hết, bước thứ nhất là chúng ta hãy đăng ký một cái tài khoản Ola City hay gọi Ola Network, đây là cái tên gọi cũ. Thì bây giờ nó đã chính thức lấy tên gọi là Ola City rồi. Thì cái phần chúng ta hãy bấm vào cái link đăng ký. Cái link đăng ký này tôi để dưới cái phần mô tả của video. Sau khi đăng ký xong một tài khoản rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đi kiếm tiền với chương trình này. Cách đăng ký thì rất đơn giản, chúng ta có thể xem lại cái kênh của tôi để biết được cái cách đăng ký như thế nào. Chúng ta vào cái kênh Lê Văn Đực ở đây nhá. Chúng ta bấm vào đây để ta xem đây. Cái cách đăng ký kiếm tiền thụ động, đăng ký tài khoản để kiếm tiền hiệu quả với Ola City, trong này có cái hướng dẫn đăng ký và cái cách đăng ký cũng rất là đơn giản. Đây, ở trong này chúng ta mở cái video này lên thì chúng ta sẽ xuống cái phần mô tả video, chúng ta bấm vào hiển thị thêm này, chúng ta thấy được đây là cái link đăng ký. Chúng ta bấm một cái link này để chúng ta đăng ký cái tài khoản Ola City. Đấy, sau khi đăng ký xong rồi thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái trang như thế này. Đây, đây là cái tài khoản mà chúng tôi dùng để hướng dẫn đăng ký cho các bạn, và chúng tôi cũng vừa mới đăng ký xong hướng dẫn cho các bạn trong cái video trước. Đấy, cái bước thứ nhất là rất đơn giản, thì chúng ta vào chúng ta đăng ký một cái tài khoản, đăng ký tài khoản và chúng ta vào mail chúng ta xác thực xong. Thì cái cách làm đã có một cái video tôi hướng dẫn cho các bạn rồi, rất là đơn giản. Sau khi làm xong rồi thì chúng ta sẽ vào đây để làm nhiệm vụ. Đây, cái bước tiếp theo là bước thứ hai là chúng ta sẽ làm nhiệm vụ để nhận tiền. Thì ở đây thì người dùng sẽ được thực hiện các cái nhiệm vụ như là tải app, xem quảng cáo, làm khảo sát thì sẽ nhận được cái số tiền tương ứng dựa vào từng cái chiến dịch. Mà bạn yên tâm là cái số tiền bạn nhận được sẽ hoàn toàn tương ứng với cái mà chúng ta bỏ, công sức mà chúng ta bỏ ra. Đây là cái bước thứ hai. Nên bước thứ hai chúng ta sẽ vào đây. Ở trong cái phần này chúng ta sẽ làm các cái nhiệm vụ này. Đây, xem quảng cáo, rồi chạy các cái, làm các cái chiến dịch VNDC, rồi các cái nhiệm vụ ở đây. Làm hết các cái nhiệm vụ này, không bỏ cái nhiệm vụ nào. Đây, nhiệm vụ. Đây, có thể tải app để nhận tiền. Tiền ăn được rồi. Hay là xem các quảng cáo. Đây, trong này có rất nhiều các quảng cáo đây. Xem hết quảng cáo này thì nó lại có những cái quảng cáo khác để cho chúng ta xem rất là nhiều. Đấy, đấy là đây, đây là cái phần làm nhiệm vụ, thì chúng ta làm hết các cái nhiệm vụ trong này. Rồi tiếp theo sang đấy là cái bước thứ hai và cái bước thứ ba. Ở đây là chúng ta sẽ xây dựng một cái đội nhóm để tạo ra cái một cái nguồn thu nhập thụ động cho chúng ta. Thì để làm được việc này thì trước hết chúng ta sẽ copy cái link để chúng ta đi chia sẻ giới thiệu với những người khác. Như là cái link chúng ta sẽ copy ở đâu? Cái link thì đây, chúng ta thấy là sau khi đăng ký xong rồi thì mỗi người sẽ có một cái link để chúng ta copy cái link đó nằm ở trên này. Đây, chúng ta copy lấy cái link này để chúng ta đi chia sẻ cho người thân, bạn bè, anh em hoặc là những ai có nhu cầu kiếm tiền thì chúng ta sẽ chia sẻ cho những người đó. Sau khi đã chia sẻ và người ta đã làm thì chúng ta sẽ hướng dẫn họ cái cách để làm việc. Đấy, đấy là cái bước thứ ba. Chúng ta nhìn thấy đây là cái hệ thống minh họa thu nhập 10 tầng của Ola Network. Ở đây thì như vậy là nếu như bạn xây dựng được cái hệ thống 10 tầng thì bạn sẽ có được cái thu nhập khổng lồ từ Ola Network. Đấy, cụ thể là đây, nếu như bạn có được một cái hệ thống như thế này thì cái thu nhập của bạn sẽ là một cái con số rất lớn. Đấy, đấy là cái bước thứ ba nha. Đấy, cái bước thứ tư của chúng ta là bạn có thể mua sắm tại các cái trang thương mại điện tử hàng đầu của Việt Nam nhờ vào cái tính năng hoàn tiền trên Ola Network, hoặc là mua sắm trên các cái cửa hàng offline đã liên kết với Ola Network. Thì cái số tiền hoàn của mỗi lần mua sắm cũng sẽ khác nhau tùy thuộc vào đối tác, thông thường là từ 3 đến 50%. Đấy, rất là tuyệt vời. Và cái bước thứ năm của chúng ta là chúng ta sẽ giúp các bạn hiểu rõ về cái sức mạnh của cấp số nhân. Thì đấy chính là năm cái bước để kiếm, có thể kiếm được tiền với Ola Network.
Đây là mình gọi là Ola City là cái tên mới. Đấy, như vậy là những bạn nào mà chưa đăng ký thì các bạn có thể đăng ký ngay cái tài khoản cho mình nhé. Bởi vì đây là một cái dự án rất mới ở Việt Nam. Nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái tiềm năng thu nhập rất là lớn. Và nhiều người người ta đã có được cái nguồn thu nhập cực kỳ tuyệt vời từ cái dự án này rồi. Đấy, và tôi đã chia sẻ cho các bạn một cái thu nhập của một người ở đây rồi. Đấy, cái đây là cái nguồn thu nhập. Và đây là cái thu nhập đã được duyệt. Thì ngoài ra còn nhiều người còn có được cái nguồn thu nhập lớn hơn như thế này nữa. Đấy, và cái điều này là phụ thuộc vào cái cách làm việc của các bạn, cách nhìn nhận về cái dự án này và cái cách làm việc của các bạn như thế nào để đạt được cái sự hiệu quả. Đấy, như vậy là trong cái video này thì chúng tôi đã giới thiệu thêm cho các bạn 5 cái bước mà chúng ta có thể kiếm được tiền từ cái chương trình Online City. Và những bạn nào còn chưa đăng ký thì các bạn hãy đăng ký ngay cho mình một cái tài khoản nhé. Chúng ta vào đây, tôi đã để sẵn cái link đăng ký dưới cái phần mô tả của video. Chúng ta bấm vào đấy để chúng ta đăng ký. Những bạn nào đã đăng ký xong rồi thì các bạn có thể là để lại lời bình luận ở dưới của video và tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn trong cái quá trình mà làm việc để kiếm tiền với dự án này. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.